kính thưa quý vị bà con cô bác tình cờ tôi lên mạng tìm đọc những bài viết ngắn và vô tình tôi đọc được bài viết của anh tuấn khanh bài viết mang tên là tiến sĩ nằm vùng cộng sản bạch tuyết bài viết cũng khá thú vị nói về hoàn cảnh của những văn nghệ sĩ nhất là trong giới cải lương đóng phim hoặc là diễn viên hài thoại kịch vân vân Sau 1975, cuộc sống của họ ra sao? Và bài viết có rất nhiều điểm thú vị, tôi xin đọc cho bà con mình nghe. Và cũng xin cảm ơn anh Tuấn Khanh về bài viết này. Tình cờ gặp được chị Kim Tuyến, một trong nghệ sĩ tài danh của giới biểu diễn miền Nam trước 1975 dù ở trong các tuần diễn của gánh hát Kim Chung hay Dạ Lý Hương, thì cái tên Kim Tuyến luôn đứng cùng với Hùng Cường, Tấn Tài, Thanh Hải. Khán giả của thập niên 60 luôn đánh giá tài năng của chị không khác gì Ngọc Dầu, Bích Sơn, Phượng Liên, Thanh Thanh Hoa. Giọng hát và lối trình diễn của chị là sự thu hút đặc biệt trên sân khấu của Sài Gòn nhưng có lẽ cũng vì vậy mà chị gặp không ít khó khăn sau tháng 4 năm 75 bởi chọn lựa của mình. Tháng 7, 2016, chị Kim Tuyến có kể về cuộc gặp giữa chị và nghệ sĩ Kim Cương. Giữa trùng phòng đó, người nghệ sĩ của Lido Sài Gòn đã bất ngờ bật ra câu hỏi với nghệ sĩ Kim Cương rằng vì sao bà lại là một cán chính nằm vùng. Câu hỏi đó cũng bật tung cánh cửa quá khứ, mở ra những điều âm ỉ chưa ai nói hết. Lịch sử ghi lại vô số những dự kiện lớn lao, nhưng đôi khi vẫn thiếu những câu chuyện đời mà khiến ai nấy đều phải trầm ngâm suy nghĩ. Ngày chiến tranh ấy xa rồi, nhưng có những vết thương không bao giờ có thể lành. Về nghệ sĩ Kim Cương, thật mới mẻ khi nghe kể lại qua lời của một đồng nghiệp mà hơn nữa là mặt đối mặt chứ không phải là chuyện thiêu dệt. Trong chuyện kể ấy, nghệ sĩ Kim Cương đã ngại ngùng ra đi để tránh phải trả lời nghệ sĩ Kim Tuyến. Cuộc đời quả thật khó ngờ hôm nay và mai sau. Cũng ít ai biết, trong những tháng ngày của chế độ mới, nhiều người kể rằng nếu không có ông Võ Văn Kiệt lên tiếng bên vực thì bà Kim Cương cũng đã gặp nhiều bố rìu từ các cán bộ bảo thủ thăm căn. Coi bà Kim Cương cũng cùng một loại văn hóa đồi trụy, không nên sử dụng trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Cảm ơn chị Kim Tuyến, một nghệ sĩ tài danh và là một người thẳng thắn kể lại mọi thứ trong bài phỏng vấn dưới đây. Những gì chị nói ra sẽ là phần tham khảo sống động nhất cho thế hệ mai sau về sân khấu, con người và cuộc đời của sài gòn trong ký ức của những ai yêu thương nơi chốn ấy tôi giữ lại câu chuyện này với sự tôn trọng người kể với tư cách hậu bối và cũng sẵn lòng dành thời gian với những ý kiến cải chính khác gửi đến trong tinh thần sẵn sàng trọng đường dư luận trân trọng thật bất ngờ khi gặp lại chị ở mỹ đặc biệt là qua trường hợp chị nói rất thẳng thắn với nghệ sĩ Kim Cương về những hoạt động không có tính cách văn nghệ của bà. Có vẻ như còn rất nhiều thứ về cuộc đời mình mà chị chưa có dịp kể với khán giả. Nếu không bất tiện, chị có thể cho biết sau ngày 30 tháng 4 năm 75, cột mốc của đời chị đã như thế nào? Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 theo lời kêu gọi của Đài Phát Thanh Sài Gòn. Tôi đến sở làm là tiểu đoàn 50 chiến tranh chính trị trình diện. Đến nơi tôi thấy một đống rác khổng lồ ngay lối cổng ra vào và đầy cả trong sân. Bỗng có người nói, không phải ở đây mà phải trình diện ở Tổng cục Chiến tranh Chính trị ở đường Thống Nhất. Đến Tổng cục Chiến tranh Chính trị, anh Vân Sơn, băng AVT giúp tôi lấy tờ đơn khai lý lịch từ một cán bộ cộng sản đưa cho tôi. Tôi đang điền vào thì một cán bộ khác bước ra nói. Các băng nhạc trong Nam này chỉ có vài nhạc công, ngoài Bắc chúng tôi có cả trăm nhạc công ấy. Tôi hơi bực tức. Nhưng sao ca sĩ các anh hát giống tiếng Tàu quá, chỉ nghe chí chí chéo chéo không hà, chúng tôi không hiểu gì cả. Nhìn vào tờ khai lý lịch, tôi nhanh trí điền vào hai chữ tài xế ở phần nghề nghiệp. Xong mọi thủ tục, anh Vân Sơn đưa tôi đến trước cổng ban văn nghệ Hoa Tình Thương và biệt đoàn văn nghệ Trung ương. Anh Vân Sơn chào từ giả với gương mặt thật buồn. Về sau, tôi được tin anh Vân Sơn đã nhảy xuống sông Thị Nghè tự tử, tử vì bất mãn với chế độ. Sau đó, theo lời kêu gọi của chị Kim Cương, tôi đến họp tại hội nghệ sĩ rất đông các cô chú và anh chị nghệ sĩ tân cổ tụ tập bên hông trụ sở và phía sân sau khi thấy tôi và nghệ sĩ tùng lâm ngồi trò chuyện chị kim cương ngồi xuống bên cạnh tôi tôi nói chị ơi em buồn quá chị kim cương kéo đầu tôi ngã vào vai chị một tay vuốt tóc vỗ về đừng buồn em chị em mình rồi sẽ được giải phóng ra khỏi bốn bức tường tôi sững sờ nhìn chú tùng lâm Chị Kim Cương nói lớn. Mọi người vào trong, đến giờ họp. Chị nắm tay tôi, kéo tôi theo chị vào phòng họp. Chị ngồi vào đầu bàn chủ tọa. Chị giống dạc tuyên bố. Ngày xưa bọn thiệu kỳ bán nước còn hiện diện trên quê hương ta. Tôi phải núp dưới danh nghĩa làng câu nhi Long Thành. Hôm nay chúng ta đã đánh cho Mỹ Cúc ngụy nhào. Tôi ra lệnh cho anh Nguyễn Đức lập những tiểu tổ để chúng ta thành lập biệt đội văn nghệ chú Tùng Lâm nghiêng đầu nói nhỏ vào tay tôi. Tuyển, khóc nữa đi con, mày khóc nữa đi con. Tôi thất vọng não nề, trong khi chị Kim Cương thao thao bất tuyệt. Tôi không còn nghe hay không muốn nghe gì nữa cả. Trời ơi, thần tượng sụp đổ. Kim Cương là việc cộng nằm vùng đã giúp cho cộng sản cướp đoạt miền Nam. Áp bức bốc lột người dân, đưa đất nước đến chỗ sắp bị diệt vong mà sao lại dám nói là mình yêu nước. Vài tuần sau, tôi gặp bác Bảy Nam, mẹ của chị Kim Cương, đi xích lâu mấy ngừng trước nhà. Thấy tôi, bác hỏi, Kim Tuyến, con đi đâu đấy? Tôi chào bác và trả lời, Dạ, đây là nhà con. Bác nói tiếp, Bác vào thăm ông Trần Tấn Quốc, vì nghe ổng sắp dọn về cao lãnh ẩn dật À, con có nhận được thơ của chị kim mời con tham gia băng kịch không chị kim thích con đóng kịch với chị lắm ngày phát ron chị kim chờ con quá trời tôi chỉ còn biết đáp dạ dạ tại con bệnh sau đó mấy ngày má bảy phùng há nhắn tôi đến nhà bà mặc áo dài chờ tôi bà cho biết bà muốn đưa tôi lên sở thông tin văn hóa trình diện để hát cho đoàn sài gòn một với nghệ sĩ thành được Trước đó, tôi luôn được má bảy mời hát chánh cho băng cải lương Phụng Hảo và Vân Kiều trên TV với anh Thanh Sang. Và lần sau cùng với anh Thành được tuần cảm bảy đô thành của soạn giả Ngọc Điệp. Má bảy bảo tôi về thay áo dài cho đàng hoàng. Cách mạng không thích ăn mặc như vậy đâu con. Vì tôi đang mặc quần ống lo và áo thun màu vàng với chữ Have a nice day. Áo bỏ trong quần, đeo dây beo to tướng Tôi chào má bảy trở về nhà và tôi trốn má bảy. Nhưng rồi à, sau 1975 chị có tiếp tục sinh hoạt văn nghệ bình thường không? Những ngày đó như thế nào? Sau ngày 30 tháng 4 1975, văn nghệ sĩ, nhạc sĩ miền Nam hầu như thất nghiệp hết. Cứ một hoặc hai ngày là có ba người bộ đội mang dép trâu đi vào nhà tôi, ngang nhiên đi từ trước ra sau, rồi ngồi chòm hỏm trên salon và nói là chúng con đến thăm mạ lần lượt cán bộ rồi tới cách mạng ba mươi kéo tới nhà tôi kêu gọi tôi tham gia họ bảo chị là nghệ sĩ nên sẽ có tác động lớn đối với quần chúng chị sẽ ca hát và hướng dẫn quần chúng mới giải phóng nên cách mạng còn nghèo chúng tôi sẽ cấp cho chị một chỗ ngủ nghỉ tại trụ sở ngoài đường lê quang định nơi chúng tôi tịch thu cố bọn bám chân đế quốc Mỹ. Chúng tôi cung cấp cho chị một bữa ăn cho một ngày, tiền lương thì không có. Họ yêu cầu tôi theo họ ra quận và định chở tôi bằng xe đạp. Tôi bảo họ cứ đi trước, tôi sẽ chạy xe theo. Quận của họ là bãi đất trống ngay ngã năm Bình Hòa. Một nhóm người, già trẻ lớn bé, đứng bao quanh một thanh niên nhỏ con, ốm nhách, đang ôm cây đàn, vừa hát vừa chỉ dẫn tất cả hát và diễn tả bằng chân. Ta lên dây đàn từng tưng. Mọi người nhìn theo anh này, cùng hát cùng coi chân, đưa đầu gối cao ngang bụng. Hai tay cũng làm bộ như đang cầm cây đàn. Tôi thầm nghĩ, trình diễn kiểu gì mà giống như một bầy khỉ đột quỷ. Tôi cảm thấy xấu hổ cho cậu thanh niên và tội nghiệp cho những người dân đang bị bắt làm những trò quái đảng. Mặt tôi nóng bừng, tay chân tôi lạnh Chắc là bị lên máu Tôi nói với anh cán bộ là tôi bị bệnh rồi Và tôi phải về nhà chữa bệnh gấp Cả xóm nhà vùng tôi ở rất bực mình Vì những cái loa tuyên truyền láo khoét Mới hừng sáng lo phát rùm lên Kêu gọi mọi người thức dậy tập thể dục Nghe rất chối tay nhức ốc Có lần họ cho người đến từng nhà trong xóm Kiểm kê xem nhà có cầu tiêu không loại nào ngồi bàn hay ngồi chồm hồng có cái lỗ à hoàn cảnh chị thì như vậy nhưng bạn bè quen biết trong ngày thì thế nào họ có gặp những nghịch cảnh như chị không hay à, mọi thứ dễ dàng hòa nhập hơn tôi có người bạn tên mai nhà chị ở đường ngô tùng châu gia Định. một dịp tôi đến nhà chị thì thấy một nhóm công an vườn ngồi đầy nhà chị nói nhỏ với tôi là họ ngang nhiên vào nhà họ còn tự động lấy thức ăn trong tủ lạnh tôi bên bạn nói chị này ở một mình không có chồng tại sao các anh tự nhân vào nhà người ta vậy họ đáp à thì chỉ là đến thăm chị mai thôi tôi chợt nhớ đến chị bạn có chồng nhạc sĩ cổ nhạc đang là quân nhân của biệt đoàn văn nghệ trung ương và đang có nhà trong khu gia binh tôi hỏi mấy gia đình vợ con lính Việt Nam cộng hòa sống trong trại gia binh bây giờ có được tiếp tục ở không tên ba tấn mặt mày gian ác trả lời chúng đã tiếp tay cho bọn thiệu kỳ bán nước chúng không có quyền ở tôi hỏi vậy ai sẽ ở hắn đáp chúng tôi những người có công với cách mạng tôi nói tiếp theo tôi các anh là cách mạng giải phóng miền nam nên dành những căn nhà đó và các biệt thự của cái bọn mà các anh cho là bám chân đế quốc mỹ bỏ lại đem cấp cho các người nghèo khổ đang ở gầm cầu xó chợ còn các anh nên che chồi ở Thì dân chúng sẽ phục các anh vô cùng Các anh giàu ở các nhà này Tôi e dân chúng sẽ nghĩ lầm về cái từ giải phóng của các anh Còn xe tăng, xe nhà binh, máy bay của đế quốc Mỹ bỏ lại Các anh nên bắt chước Campos đốt bỏ hết đi Đừng có nên xài bất cứ cái gì của Mỹ ngụy để lại Ba Tân tức giận gọi đồng bọn Mấy chiếc xe mô tô hụ còi hầm rộ chạy đến chạy xuống bắt tôi giải đi về phường Đến chiều, một thanh niên trẻ ôm một tập giấy tờ, mở cửa sắt vào, gặp tôi. Em có vẻ ngạc nhiên, nói Trời ơi, chị Tuyến, sao chị lại giàu đây? Em là Đạt, bạn của thằng em chị, em học ở Đạt Đức. Em có đến nhà chị hoài mà không gặp chị. Chị đi hát hoài nên không biết em. Rồi Đạt hỏi tôi chuyện gì xảy ra và Đạt đề nghị tôi viết vào một tờ giấy, nhận rằng mình không hiểu rõ đường lối của cách mạng, xin lỗi cách mạng, ký tên rồi đạt sẽ trình cấp trên và họ sẽ thả tôi. Tôi không chịu viết vì nghĩ mình không có tội gì cả. Đạt khuyên, họ đã ghi vào hồ sơ và buộc chị ra vào tội phản động. Họ sẽ đưa chị đi xa lắm. Hay làm vậy, em viết gì cả em, chị chỉ ký tên vào, họ sẽ thả chị ra. Nghĩ đến con, đến má tôi và các em rất cần tôi. Tôi ứa nước mắt ký vào. Vài ngày sau, anh Vinh từng là quản lý của các đoàn cải lương trước 75 đến nhà tôi và cho biết Cục An ninh Nội Chính mời tôi về làm đào chánh cho đoàn. Tôi nói với anh Vinh, nếu thương em, xin anh về nói với họ là em đang bệnh. Anh biết không, vì cái cục rờ này mà em bị lên tăng xong bệnh gần chết. Vài tuần sau, chị Bạch Lan Thanh đến nhà mời tôi đi hát với nghệ sĩ Tùng Lâm và anh Giang Tử do anh Tony Quang ảo thuật gia tổ chức. Chương trình văn nghệ bỏ túi có ca tân cổ, có kịch, có ảo thuật và siết. Trong đêm trình diễn ở một quận ở miền Tây, có cả bộ đội mang dép trâu ngồi chồm hổm trên những băng ghế dài bằng cây, xem có vẻ thích thú vỗ tay và yêu cầu tôi hát tân cổ bản, những đồi hoa sim rồi tình đầu tình cuối và tình đời. Xong ca với gian tử, sau đó là phần ảo thuật và hài kịch vẫn hát xong thì thông tin văn hóa xuống họp với chúng tôi một cán bộ với giọng bác nói sau tên của Tùng Lâm và Kim Tuyến to thấy ngoài bác chúng tôi không có cá nhân đấy nhé yêu cầu anh Tùng Lâm đừng có diễu nữa nhé tôi nghĩ thầm danh hài mà không cho diễu là sao mọi người yên lặng tôi lên tiếng xin lỗi anh anh tên gì anh ta đáp chỉ cứ gọi tôi là anh ba tôi nói tiếp anh ba theo tôi có lẽ ca nghệ sĩ văn công ở ngoài bắc hát được nhà nước trả lương nhưng ở đây là do tư nhân tổ chức cần bán vé vào cửa nên phải quảng cáo tên nghệ sĩ để khán giả biết mà mua vé vào xem nhờ đó chúng tôi mới có chén cột anh ba nhìn tôi lên giọng yêu cầu chị kim tuyến và anh giang tử không được mặc đồ mỹ ngụy mà phải mặc đồ bà ba đen quấn khăn rằng giống bác ấy trước khi ra về có hai cán bộ đứng dậy đặt tấm giấy lên bàn nghiêm giọng nói yêu cầu chị kim tuyến hát bài này tôi nhìn vào thấy dòng chữ vọng cổ bà mẹ việt nam bắn mỹ cứu quốc khi họ đi rồi tôi nói chú lâm chắc con nghĩ hát các em trong ban nhạc nhốn nháo chị tuyến về tụi em cũng ôm đàn về luôn tối hôm đó tôi trở về căn nhà của dân do tony quang mướn bước ra phía sau nhà Tôi thấy chú Tùng Lâm ngồi bó gối trầm ngâm bên chai rượu dưới ánh trăng. Tôi ngồi xuống, bưng chai rượu uống một hơi, dù tôi không hề biết uống rượu. Uống để chia sớt nỗi đau với chú, và uống để cho vơi đi nỗi uất hận và tuổi nhục. Mà kẻ chiến thắng muốn áp đặt quyền dạy dỗ chúng tôi. Niềm đau tuổi đã dâng trào, hai chú cháu gục đầu vào nhau khóc nức nở. Hôm sau tôi tôi từ giả chú Lâm về lại Sài Gòn và tìm cách vượt biên. Những ngày đầu sau 30 tháng 4, tôi thấy tivi phát hình vỡ cải lương hồ quảng của các nghệ sĩ miền Bắc. Họ không có đôi hài để mang, họ mang dép trâu, trang phục rất nghèo nàn. Có một vở kịch mà diễn viên mặc áo đầm liên xô, nói về điện cẩm linh chiếu trên tivi và các ca nghệ sĩ phải chào cờ của liên xô So sánh với miền Nam, các nghệ sĩ cải lương Hồ Quảng ăn mặc rất đẹp, các kịch sĩ không hề diễn kịch về tòa Bạch Ốc, và chúng tôi không hề phải chào cờ Mỹ. Chúng tôi làm việc cho ban văn nghệ Hoa Tình Thương, Tổng cục Chiến tranh Chính trị và Cơ quan Thông tin Trish Paul. Chúng tôi chỉ hát những bài ca ngợi quê hương, tình yêu và ca ngợi sự hy sinh của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa chứ không hề có những bài ca sắc máu kiểu cộng sản, thầy phanh thay uống máu quân thù. À, với nghệ sĩ thì như vậy, chung quanh chị còn những người Sài Gòn khác ra sao? Chị còn có nhớ một vài điều gì đáng nhớ vào thời điểm đó? Một buổi trưa, nằm nghe tiếng hát lạ, thăm thẳm chiều trôi, khuya anh đi rồi sao trời đưa lối. Tiếng hát đầy xúc cảm, như muốn xé cả ruột gan. Tôi bước ra lan can nhìn xuống đường, ngay gốc cây trước nhà tôi. Một người đàn ông mặc quần lính Việt Nam Cộng Hòa và chiếc áo thun cũ, cục hai chân đang ôm đàn hát. Tôi xúc động rơi nước mắt, nhớ lại những ngày hát cho các anh chiến sĩ tại các tiền đồng Pleiku, Công Tâm, Bệnh viện Cộng Hòa, Bệnh viện Lê Hữu Sanh vân vân. Hình ảnh quá đau xót của những thương phế binh bị đuổi khỏi bệnh viện đi qua nhà tôi trong buổi chiều 30 tháng 4 năm 75. Hình ảnh một người đàn ông ngã quỵ trước cửa trong đêm tối. Tôi và các em tôi phụ đưa anh vào nhà, nấu nước trà gừng và pha sữa, rồi cạo gió cho anh. Lúc anh tỉnh dậy, chúng tôi mới biết anh là lính Việt Nam Cộng Hòa. Hôm sau, lại một phụ nữ ngã gục trước nhà tôi vì đói quá. Chúng tôi giúp chị qua cơn đói. À, được biết chị vượt biển đi từ rất sớm. Đến Mỹ, chị à, có gặp lại đồng nghiệp và nói lại ngày diễn của mình. Tôi vượt biên vào cuối năm 1978 với gia đình. Đứa con nhỏ nhất của tôi mới 10 ngày tuổi. Chuyến vượt biển Hải Hùng như bao nhiêu nạn nhân vượt biển khác. Cuối cùng chiếc tàu nhỏ bị lật vì sóng to và đụng đá ngầm trước khi vào bờ biển Mã Lai. Làm cho một số người chết gia đình tôi may mắn được cứu thoát và sau đó được định cư tại hoa kỳ với tư cách tị nạn chính trị những ngày đầu đến mỹ tôi cũng như bao nhiêu người tị nạn khác được chính phủ mỹ giúp đỡ tôi đến trường học tiếng anh chị Túy hồng là người đầu tiên mời tôi hát trên đất mỹ tôi dành một buổi hát tại los angeles cho anh bảo ăn An. sau đó lịch trình diễn của tôi khá bận rộn hát gây quỹ cho chùa nhà thờ kháng chiến hát cho phòng trà vũ trường đại nhạc hội thu video cho nhiều vở kịch và tuồng cải lương và các bài tân nhạc trình diễn nhạc kịch cho nhạc sĩ hoàng thi thơ trình diễn văn nghệ tại âu châu và các nước canada nhật bản úc đã có lúc nào chị quay lại việt nam để nhìn lại nhớ lại Tôi có trở về Việt Nam sau khi mẹ tôi mất năm 2010. Lý do là lo giải quyết cho cốt ba tôi để lại từ năm 1973. Trong thâm tâm tôi nguyện lo xong là không bao giờ muốn trở về khi chế độ Cộng sản vẫn còn trên quê hương Việt Nam. Trong chuyến đi này tôi có gặp lại vài người bạn thân quen từ thuở nhỏ. Những người bà con và vài người bạn đồng nghiệp. Lúc tạm trú tại một khách sạn ở Sài Gòn, Tôi gặp những người làm việc ở đó, nói toàn giọng bắt mới sau 75, rất khó nghe. Hầu như những người bắt năm 75 đã vào chiếm cứ hết những căn nhà mặt đường khu thương mại của Sài Gòn. Trong đó có ngôi nhà trước kia của tôi. Sài Gòn trở nên quá chật chội, lưu thông tắc nghẽn, khói bụi mịt mù, không tôn trọng luật lệ. Cảnh sát giao thông làm tiền trắng trợn đạo đức suy đồi, tham nhũng tràn lan, không có một quốc gia nào trên thế giới mà muốn vào hoặc ra khỏi phi trường là phải nộp tiền mãi lộ nếu muốn được yên thân đi đâu tôi cũng thấy biểu ngữ quyết tâm làm sạch đường phố hết quyết tâm này đến quyết tâm kia hết phường văn hóa đến khóm văn hóa mà cán bộ và công an thì đối xử với dân rất vô văn hóa tôi chưa từng thấy nước nào dân quá nhiều biểu ngữ dạy dỗ dân như ở việt nam tôi cảm thấy xa lạ và cô đơn trên chính quê hương của mình. À, chị chọn lựa ra đi và thật sự không hối tiếc. Được biết chế độ mới ở Việt Nam cũng nhiều lần mời chị ra à, trở lại sân khấu và sống với nghề như cũ. Thử nghĩ lại chị ra đi chỉ vì bất mãn tạm thời hay có thêm những kinh nghiệm nào khác. Sau 10 năm định cư trên nước Mỹ, tôi mới nộp đơn xin gia nhập quốc tịch Mỹ. Ngày tuyên thệ tôi thấy lòng ngậm ngùi, nghĩ đến thân phận mình cũng có một quê hương. Tại sao hôm nay mình phải xin được trở thành công dân của một nước khác, không cùng màu da? Nước mắt tuổi hờn lại có dịp rơi. Sau khi quyết định nghỉ hát tại Việt Nam năm 75, tôi không theo dõi các chương trình TV và ít giao thiệp, nên không rõ các sự việc xảy ra cho các nghệ sĩ đồng nghiệp ở Việt Nam kỷ niệm đáng nhớ trước khi ra đi là có một ngày anh nhật trường đến nhà tìm tôi để mời tôi hát cho anh lưu diễn miền tây nhưng tôi bận rộn lo chuyện vượt biên một kỷ niệm khác là vào một buổi tối tôi gặp bà năm sa đéc trước một tiệm phở trên đường hiền vương bà năm sa đéc có đóng chung với tôi trong phim Định núi mây hồng má năm vừa đưa tay chỉ lên lầu vừa nói với tôi Tụi nó bắt má năm học tập cải tạo, nhưng đầu này có sẵn rồi còn lâu á. Ánh mắt má năm sáng rực nội phận quốc trong đêm tối. Tôi có một người em kết nghĩa tên là Nguyễn Văn Trảng là đệ tử của ông Anh Lân. Khi viết kịch hay viết báo, em lấy biệt hiệu là Vương Thế Trung. Em tiếp tục học và đã tốt nghiệp kỹ sư. Tôi có giữ lại tốt nghiệp của Trảng năm 73. Mẹ Trảng tu ở chùa Cao Đài. Ba Trảng mất sống một ngày nọ, 1975, Trạng ghé nhà tôi và cho biết, em đang hoạt động cho phục quốc quân tại Tây Ninh. Tôi gửi cho em một số tiền để em hoạt động. Năm 1978, tôi được tin Trạng đã bị bắt. Năm 1983, soạn giả Trần Trung Quân từ Pháp sang mời tôi thu hình vợ cải lương nước mắt người đi với Dũng Thanh Lâm nội dung kể lại cuộc đời của các chiến sĩ phục quốc anh hùng. Tôi kể chuyện tôi có cậu em kết nghĩa tên Trạng, theo phục quốc quân bị cộng sản bắt, không biết giờ ra sao. Bất ngờ, anh Trần Trung Quân cho biết anh có bà mẹ hay đi chùa cao đài ở Tây Ninh vừa qua Pháp đoàn tụ với anh. Bà mẹ kể rằng hiện tại Nguyễn Văn Trảng hoạt động phục quốc bị cộng sản gài bắt và đưa ra xử trước tòa án nhân dân. Cộng sản kết tội Nguyễn Văn Trãng là phản động. Trãng hiên ngang hét lớn. Tôi không phản động, Hồ Chí Minh mới là kẻ phản động. Trãng bị bắn chết ngay tại chỗ. Anh Trần Trung Quân nói anh đã đưa câu nói này của hiện tài Trãng vào trong bở tuột. Do Dũng Thanh Lâm đóng vai chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi lặng người, đau đớn nát cả lòng. Nhớ đến hình Trãng đạp xe đạp Lộc cọc đến chỗ tập kịch. Tôi đề nghị giúp trạng mua xe Mobilet để làm phương tiện di chuyển. Trạng hứa trả lại sau khi ra trường làm việc. Tôi thương em như thương chính tôi. Vì nhớ cảnh tôi phải bỏ dở việc học để đi hát kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi các em. Khi ba tôi gặp khó khăn tài chánh, vì việc cộng liên tục đắp mô đặt mìn trên tuyến đường Sài Gòn Vĩnh Bình, làm cho chiếc xe đò của ba tôi không hoạt động được. Tôi nói chẳng cứ yên tâm, tôi tặng chẳng vì nghèo một cô cha hiếu học xem như tôi đóng hai show kịch TV không lãnh thù lao chẳng cảm động rưng rưng nước mắt năm 1995 điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu tác giả bức tượng tiếc thương ở nghệ trang quân đội biên hòa gọi điện thoại tìm tôi anh cho biết anh có một cô bạn là nữ quân nhân vừa qua Mỹ đang ở Boston đi diện HO có biết một số tin tức về Nguyễn Văn Trãng. Tôi hẹn gặp chị tại nơi anh Thư cư trú ở Garden Grove, California. Chị cho tôi biết là có một thời gian ngắn, chị bị giam chung với Trãng. Trãng thường nhắc đến Kim Tuyến và nói nếu chị ra được khỏi tù, thì nhờ chị tìm gặp chị Tuyến, nhắn rằng em lúc nào cũng thương chị Tuyến. Nhưng tiếc thương thay, Cộng sản đã giết em. Anh Nguyễn Thanh Thu có ý định tạc một bức tượng của trảng, nhưng không thành vì lúc đó không ai có được một bức hình của trảng. Chắc anh Nguyễn Thanh Thu còn nhớ câu chuyện của trảng. Tôi mong được gặp lại chị nữ quân nhân mà tôi đã gặp 20 năm trước. Nhớ đến trảng, tôi cảm thương và liên tưởng đến các thanh niên nam nữ trẻ tuổi như trảng đã anh dũng tham gia phong trào phục quốc, bị tra tấn, tù đầy và sát hại Tôi có một ông cậu ruột, cậu Lữ Minh Bạch, là một sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, cũng hoạt động phục quốc, đã bị Cộng sản bắt và kết án tù 18 năm. Tôi đã khóc khi đọc những bài viết của những người tù chính trị sau khi định cư ở Mỹ qua diện H.O. Kể về những nhục hình mà những người Cộng sản đã trả tù tàn độc, tôi lại càng căm thù chủ nghĩa Cộng sản. Sau à, một thời gian sống và làm việc ở Mỹ, chắc à, chị rồi cũng dần dần gặp lại ít nhiều các đồng nghiệp trong Việt Nam qua Mỹ du lịch hoặc à, biểu diễn. Cảm giác của chị thế nào? Bận rộn với gia đình và các sinh hoạt văn nghệ ở Mỹ, nhưng tôi vẫn thường liên lạc với chị Như Mai và Kim Hoàng vì có mối thân tình từ lúc chị mời tôi đóng vai chánh trong các vở kịch và tuồng cải lương trên TV, đài phát thanh và đóng phim vực nước mắt lúc chị như mai điều hành chùa nghệ sĩ tôi có trợ giúp cho chi phí xây một bức tường quanh nghệ trang nghệ sĩ năm 1993 tình cờ tôi được biết qua chị như mai là lê duy hạnh chủ tịch hội sân khấu trong việt nam đang có kế hoạch giao lưu văn hóa bắt đầu họ sẽ gửi một hai ca nghệ sĩ ít hoặc không bị chống đối đến mỹ hát trước để tránh bị biểu tình phản đối sau đó họ sẽ tiếp tục gửi tiếp nhiều ca nghệ sĩ khác ra hải ngoại. Chị Úc Bạch Lan đến Mỹ trước tiên. Cô chủ nhà hàng Anh Thi và cô Sáu Châu gọi báo cho tôi biết và muốn tôi cùng gặp chị Úc Bạch Lan. Tôi đến nhà hàng Anh Thi, nhìn thấy anh Duy Khánh và Lâm Tường Vũ. Hai anh đưa cho tôi xem tờ quảng cáo quay Tronio có hàng chữ Tái ngộ sầu nữ Úc Bạch Lan. Với sự bảo trợ của Duy Khánh, Kim Tuyến, Lâm Tường Vũ. Họ tự động ghi tên tôi vào thành phần băng tổ chức, mà không hề hỏi xem tôi có đồng ý không. Tôi nói, tôi chỉ muốn đến thăm chị Út Bạch Lan như một đồng nghiệp đàn em chào mừng chị, nhưng tôi không muốn có tên trong danh sách bảo trợ hay băng tổ chức dù rằng tôi thương mến chị Úc Bạch Lan. Sau đó tôi được biết nhà hàng Seafood World từ chối cho thuê để tổ chức văn nghệ, vì ngại sẽ có một cuộc biểu tình chống đối, nên tất cả kéo về tổ chức tại quán Anh Thi, một nhà hàng nhỏ hơn. Từ năm 1993, khi được biết Cộng sản phát động kế hoạch giao lưu văn hóa, tôi có suy nghĩ nếu tiếp tục hoạt động văn nghệ thì vô tình tôi tiếp tay cho Cộng sản thực hiện ý đồ tru ngũ và đánh phá cộng đồng người Việt tị nạn tôi đã bất hợp tác từ Việt Nam và đã vượt qua quá nhiều nghiệt ngã. Cuối cùng thoát khỏi Cộng sản Việt Nam, thì tại nơi đất Mỹ này tôi vẫn có cơ hội sống bằng trí óc và đôi tay của mình. Tôi quyết định ngừng hát. Từ năm 1993, tôi chỉ hát một lần để quỷ lạo các gia đình hát Theo lời mời của anh Nguyễn Mậu Quý, Chủ tịch Hội cựu tù nhân chính trị Trong thời điểm đó, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã bút tour bên Âu Châu và mời tôi tiếp tục trình diễn nhạc kịch Ả à Đào Xây. Nhưng tôi từ chối. Em Chí Tâm cũng muốn tôi kết hợp trình diễn với anh Thành được và rất nhiều nơi mời tôi đi hát. Nhưng tôi vẫn không nhận lời mời. Điều tôi suy nghĩ có thể không đúng với những người khác. Nhưng tôi không thể hay đúng hơn không muốn giải bài. Năm 2002, anh nhật trường mời tôi hát giúp cho hai đêm văn nghệ giả từ sân khấu tôi nhận lời vì tôi cùng quan điểm với anh khi nghe anh nói anh chống lại kế hoạch giao lưu văn hóa và không muốn đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ do cộng sản đưa sang năm 2002 chị bạch tuyết qua mỹ và gọi điện thoại cho tôi chị nói muốn đến nhà thăm tôi tôi vui mừng vì chúng tôi đã từng đi hát chung ở đoàn thống nhất Lúc tôi còn là đầu con, chị Bạch Tuyết may mắn giờ chót được thay thế vai của chị Diệu Hiền trong vở đẹp duyên chùa Tháp, tức tiếng hát muồn tâm của soạn giả Mộc Linh. Hai ông bầu Úc Trà Ôn và Hoàng Giang sắp xếp cho Bạch Tuyết thế vai vì Diệu Hiền bỗng nhiên biến mất, trong khi Bạch Tuyết chưa có vai trò nào trong vở tuần này, còn tôi được đóng vai người em gái nhỏ. Thời gian sau tôi rất thích chị đóng chung với anh Hồng Cường ở đoàn giả lý hơn, vì hai người diễn rất sống động, rất thật trong các vở tuần xã hội cùng với Ngọc Giàu, Văn Trung, Dũng Thanh Lâm, Thanh Tú. Phương Uyên lái xe chở chị Bạch Tuyết đến nhà chúng tôi. Sau khi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, tôi mời chị và Uyên đi ăn tối tại restaurant Coco. Chị bảo là chị ăn chay và chỉ ăn được món nào có tôm, Tôi tưởng chị là người công giáo. Tôi hỏi thăm về tên chồng chị là ông Đức bị bắt và bị việc cộng tịch thu tài sản. Và chắc chị khổ bối việc cộng. Vì ngày xưa chị có bức hình đội nón sắt của hàng chữ bỏ bom Hà Nội. Và chị đưa ngón tay cái lên. Chị nói, em ơi, ờ à, thì, nhưng chị không coi trọng tiền bạc vật chất. Chị tu rồi em ơi. Thỉnh thoảng, chị được thầy thích thanh từ là thầy của chị vì bận quá Phật tử đông quá đã giao cho chị đi thuyết pháp. Vấn đề anh Đức ở tù thì khi hoạn nạn mình phải chấp nhận, khi nào trời quang mây tạnh thì hai đứa che dù đi chung. Tôi hỏi thăm về sinh hoạt và cuộc sống của chị tại Việt Nam thì chị cho biết chị có nhiều bạn trẻ thương yêu. Các bạn này có hạn nước uống và cho chị vào một phần hồn nhỏ để sống, nên chị không phải bận tâm chia tay ra về, tôi thấy vui cho chị vì nghĩ rằng chị đã tu đến mức đã đạt được chữ ngộ rồi. Vì nhà cửa bị tịch thu, chồng bị bắt bỏ tù mà không quán hận. Tôi thầm nghĩ nếu là tôi thì tôi sẽ thù ghét cộng sản lắm. Bạch Tuyết điện thoại cho tôi. Chị có thằng con trai học ban giao quốc tế ở bên Anh Quốc. Hôm đám cưới cháu chị không qua được. Chị có cô em kết nghĩa làm mẹ nuôi của nó đứng ra tổ chức. Chị muốn nói ra mắt cô chú đồng nghiệp cho phải lễ. Chị mời em và ông xã đến rồi tụi mình đập bồn đập trống cho vui. Tôi nhận lời ngay đến nhà hàng Pali food nơi tổ chức. Tôi nhận thấy đây là một đám cưới vì cô dâu chú rể mặc khăn đóng áo dài theo trang phục đám cưới. Có nhiều ca nghệ sĩ đến tham dự và chúng tôi cùng ca hát đóng góp thật sôi nổi với MC Trần Quốc Bảo, Cô dâu Mỹ trông khá xinh xắn dễ thương. Trước khi tiệc tàn, chị đến siết tay tôi và hẹn đến chơi nhà tôi vài hôm trước khi về lại Việt Nam. Một buổi chiều trên đường đến rước chị, chúng tôi ghé mua tờ Việt Báo. Tôi dở tờ báo ra xem thì giật mình khi thấy hình chị Bạch Tuyết đang quỳ lại khán giả trên sân khấu tại San Jose với hàng tít to. Bạch Tuyết đã quỳ lại khán giả vì bị biểu tình phản đối, Chúng tôi trước chị ở khu Mobile Home trên đường Bosa, trong khi ông xã tôi đổ thêm xăng tại góc đường Brookhurst và Haza, thì chị cầm tờ việc báo lên, đọc rồi chị nói lớn, cũng thằng Mỹ nữa. Tôi nói, chuyện gì vậy chị? Chị tiếp, thằng Mỹ không có tư cách gì để lật đổ chế độ Taliban. Tôi hỏi, sao vậy chị? Chị nói, em ở Mỹ lâu mà em không biết gì sao tuyết thằng Mỹ làm giàu nhờ bán vũ khí, nó muốn quậy lên để bán vũ khí. Trời ơi, sao luận điệu và giọng nói này của bà Tuyết giống y như phát ngôn viên Việt Cộng Phan Thúy Thành, mà mỗi sáng lái xe đi làm tôi hay nghe tin tức từ Đài Vua và BBC. Về đến nhà, chị cầm tay tôi xem, thoạt đầu tôi nghĩ chị biết coi bói, chị hỏi, Tuyến, em có bao nhiêu căn nhà? Tôi đáp, một căn nhà mà còn trả chưa xong đây chị, Chị lại hỏi, em có bao nhiêu tiền trong nhà văn? Tôi ngạc nhiên với hai câu hỏi này. Chị bảo tôi về Việt Nam chơi và ở với chị. Tôi nói, em ghét việc cộng, dược biên suýt chết rồi chị. Chị nói, thôi mà em, đừng nghĩ vậy. Chế độ bây giờ tốt đẹp hơn chế độ trước nhiều lắm. Ông xã tôi bất bình nói, Chị nói chế độ bây giờ tốt đẹp tại sao sau khi chấm dứt chiến tranh họ lại bắt sĩ quan công chức, và những nhà trí thức việt nam cộng hòa giam cầm đầy ải bỏ đói cho đến chết trong các trại tù cải tạo chị lại nói anh không biết chứ tuyết vô thư viện bên anh đọc sách có nhiều nước tăng chiến tranh rồi họ đem bắn bỏ hết rồi ai làm gì họ tôi bực mình nói tốt đẹp gì chị chế độ gì không có tự do tôn giáo như linh mục nguyễn giang lý bị nhốt vào tù hòa và thượng thích quảng độ bị quản chế bạch tuyết nói ai biểu sống trong chế độ của người ta mà chống đối thì à, là chuyện đương nhiên. Tôi thất vọng ở tầm kiến thức nhỏ hẹp lệch lạc và lối suy luận sặc mùi cộng sản của tiến sĩ Bạch Tuyết. Chỉ còn hết lời ca tụng Tân Bốc Nguyễn Minh Triết, nói anh ta giỏi đủ mọi thứ. Trong khi ở thời điểm đó, Nguyễn Minh Triết còn hoạt động ở Sài Gòn và tôi chưa biết anh ta là ai. Khi cuộc bàn luận quá căng thẳng tôi đổi đề tài để nói về văn nghệ, tôi nói, má em hay xem cải lương, thỉnh thoảng em cũng xem và thấy Tài Linh diễn xúc động, chắc Tài Linh hiền lắm hả chị? Bạch Tuyết nói, những người nổi tiếng không ai hiền hết em, rồi chị kể về anh Hồng Cường. Chị bảo là Hồng Cường yêu chị lắm và muốn cưới chị nhưng chị từ chối. Chị không biết rằng trong thời gian sống ở Mỹ, anh Hồng Cường rất thân với chúng tôi và hay kể về những cuộc tình của anh. Dĩ nhiên trong đó có Bạch Tuyết. Anh Hồng Cường đã có mối quan hệ sâu đậm từ Bạch Tuyết ra sau, và chị đã năn nỉ anh thế nào. Tôi nghĩ nếu Hồng Cường còn sống, tôi sẽ gọi anh đến để nghe Bạch Tuyết nói dốc. Đêm khuya quá, chẳng lẽ tôi đẩy Bạch Tuyết ra khỏi nhà, còn đưa về thì tôi mệt rồi sau một ngày dài làm việc. Chị hỏi tôi có muốn gửi tiền giúp chùa nghệ sĩ không? Tôi nói đã giúp rồi, và lần này chỉ gửi ít tiền tặng má bảy phùng há. Trước đây theo lời kêu gọi của má bảy và hai chị như Mai Kim Hoàng, chùa nghệ sĩ không có rào nên thỉnh thoảng phát giác ra mồ mã bị đào bới vì họ muốn kiếm vàng bạc. Đồng thời số nghệ sĩ già không nhà cửa phải sống lang thang nên yêu cầu chúng tôi giúp đỡ tiền xây rào và mua tôn lọc phía sau chùa cho các cô bác có chỗ tạm trú chúng tôi đã gửi tiền giúp. Sau đó chị Như Mai cho biết ông Võ Văn Kiệt chấp thuận cấp cho một miếng đất ở quận 8 để xây nhà dưỡng lão nghệ sĩ. Tiền chúng tôi đã gửi, chị Như Mai lo xây rào và trùng tu trong chùa vẫn còn dư. Tôi yêu cầu chị Như Mai bỏ số tiền đó vào băng để lấy lời lo thuốc thăng cho những nghệ sĩ già đau yếu. Còn nhà dưỡng lão hãy để cho chính quyền cộng sản lo. Tôi không bao giờ quên ơn má bảy phụng há, người mời tôi đóng nhiều vở tuồng trên tivi đã chỉ dạy thêm cho chúng tôi từ anh Thanh Sang đến anh Thành được. Má bảy cũng từng nói, mấy ổng muốn mời má làm chức này chức kia, nhưng má nói má không thích làm chính trị, má chỉ thích làm văn nghệ mà thôi. Tôi lấy 100 đô la bỏ vào bao thơ trao cho chị Bạch Tuyết, nhờ chị đem về trao cho má bảy. Vài tuần sau tôi gọi điện thoại thăm má bảy và hỏi xem má bảy có nhận được tiền không. Lúc đó có mặt ông Bầu Xuân. Tôi nghe tiếng má bảy nói lớn. Ông Xuân ơi, Kim Tuyến nói có gửi Bạch Tuyết đem về cho tôi một trăm mà sao không thấy. Ông Xuân nói, Bạch Tuyết bảo sung vào quỷ của chùa. Tôi không hiểu tại sao chị Bạch Tuyết lại làm khác lời dặn của tôi. Để cuối cùng má bảy không nhận được gì cả, một lần nọ, anh Hồng Cường dẫn anh Sáu Thanh đến nhà thăm chúng tôi. Anh Sáu Thanh là một đại thương gia trước năm 75. Chính anh là người cung cấp toàn bộ tiền bạc và phương tiện để thành lập Đoàn Cải Lương Hồng Cường Bạch Tuyết. Sáu Thanh giao Đoàn Cải Lương cho Hồng Cường và chị Bạch Tuyết vì anh rất bận với các công ty lớn của anh. Đoàn Cải Lương này là một đại bang được khán giả nhiệt tình ủng hộ. Lần trình diễn nào cũng bán hết vé. Thế mà Bạch Tuyết khai lỗ. Trước mặt chúng tôi, anh Sáu Thanh nói với Hồng Cường. Anh lập đoàn hát này cho chú mày, mà chú mày ham chơi quá để cho con Tuyết nó lòng hành. Nó đưa người nhà của nó vào, nó kiểm soát mọi chi thu, cứ khai lỗ để cuối cùng phải giải tán đoàn hát. Ngày 27 tháng 10, 2002, Bạch Tuyết tổ chức ra mắt CD Kinh Pháp cứu chuyển thể cải lương tại chùa Việt Nam trên đường Mongolia của thượng tọa thích pháp châu ông thượng tọa này từng có tai tiếng vì đã lăng nhăng tình ái với một nữ phật tử trẻ cuộc điện đàm hẹn hò dâm dục ở hotel của ông sư này với cô gái đã bị thu băng toàn bộ vì vậy cho nên truyền thông và báo chí hải ngoại kêu gọi biểu tình chống việc cộng bạch tuyết và thượng tọa pháp châu hôm đó có rất nhiều người đến biểu tình trong đó có tôi trước cửa chùa người biểu tình cho phát thanh cuốn thép dâm dục của thượng tọa pháp châu và hô đả đảo bạch tuyết tôi nghĩ nếu anh hùng cường còn sống chắc anh cũng sẽ đến biểu tình chống bạch tuyết vì anh là người rất căm thù cộng sản dù rằng khi còn sống anh đã từng kể chính anh là người giới thiệu anh đức một việt kiều yêu nước tại pháp cho bạch tuyết sau vụ bạch tuyết bị vợ của đại tá hoàng đức ninh làm nhục trong một dịp thăm nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện và đi ăn tối với anh, chúng tôi có kể cho anh nghe về Bạch Tuyết và Kim Cương. Trong một lần nói chuyện trên radio, anh Thiện đã có đề cập đến việc cộng Kim Cương và Bạch Tuyết. Tôi quý mến anh Nguyễn Chí Thiện vì tư cách và sự dũng cảm của anh, chỉ vì can đảm dám nói lên sự thật của lịch sử và sự thật tàn ác của chế độ cộng sản mà anh bị gần 30 năm tù ở miền Bắc trong tù anh vẫn đứng thẳng hiên ngang làm thơ bạch trần sự giả mang của chế độ và dám chửi thẳng hồ chí minh những gì tôi kể về bạch tuyết là hoàn toàn sự thật không thêm bớt không trái với lương tâm một số đông trong đó có tôi vẫn còn nhiều hoài nghi về bạch tuyết bạch tuyết không học trung học không học đại học thì làm sao có bằng tiến sĩ bạch tuyết không rành tiếng anh làm sao vào thư viện của anh đọc sách và tài liệu Bạch Tuyết không nói vào viết lưu loát tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức, thì làm luận án tiến sĩ bằng tiếng gì? Không lẽ làm luận án ở ngoài quốc mà dùng tiếng Việt? Bạch Tuyết có biết rằng mọi người đều biết trên thế giới có nhiều bằng tiến sĩ danh dự được cấp. Do sự giới thiệu hay quen biết, có các trường đại học dỗm không được chấp nhận, chỉ cần nộp cho họ vài ngàn đô la là có bằng tiến sĩ giấy. Bạch Tuyết thù ghét Mỹ, Vậy tại sao thích đi sang Mỹ, cho con học ở Mỹ, đi làm ở Mỹ, lấy vợ Mỹ? Phải chăng Bạch Tuyết muốn tìm một bài đáp an toàn sau này ở Mỹ? Những câu chuyện của hôm qua bao giờ cũng thật xúc động, dù chỉ là kỷ niệm. Nhưng có khi nào chị nhìn thấy sân khấu ở quê nhà, sự rộng rịp hoặc giàu có của giới đồng nghiệp mà chạnh lòng? Hoặc chị có lúc nào nghĩ rằng nếu chị nhận bộ ở lại, thì cũng đã có một cuộc sống sinh hoạt sôi nổi, nhiều thu nhập như các nghệ sĩ khác. Sau 37 năm sống trên đất Mỹ và 41 năm miền Bắc cai trị miền Nam, tôi vẫn thường theo dõi các tin tức từ quê nhà và rất buồn khi thấy cộng sản đã tạo ra một giai cấp mới. Giai cấp cán bộ, con ông cháu cha tư bản đỏ, giai cấp này lộng hành áp bức bóc lột người dân khốn cùng luân lý đạo đức suy đồi, cuộc sống bất an, luật pháp bất minh, môi trường nhiễm độc, tham nhũng tràn đầy. Trong khi đó chính quyền lại ác với dân, hèn với giặc, trước hiểm họa mất nước bầu tay giặc tàu. Tôi không dùng danh từ chính quyền cho Cộng sản Việt Nam, vì không ai bầu cái đảng cướp này cả. Chúng cưỡng chiếm miền Nam, áp đặt chế độ độc tài đảng trị, thì không thể dùng danh từ chính quyền cộng sản việt nam thắng việt nam cộng hòa do tuyên truyền dối trá quỷ quyệt gian manh do hồ chí minh đem chủ thuyết ngoại lai quái đản từ liên xô trung cộng đặt lên đầu dân việt nam cộng sản việt nam xem văn nghệ sĩ là bộ môn tuyên truyền hữu hiệu nhất họ dùng nghệ sĩ để tru ngũ đồng bào quên đi tội ác mà chúng gây ra kim cương là một điển hình cùng một số văn nghệ sĩ được họ sử dụng Tôi thấy mình đã quyết định đúng khi vượt biên trời khỏi chế độ cộng sản Việt Nam để cho gia đình và con cháu tôi có một cuộc sống an lành và tốt đẹp hơn. Tôi đã quyết định đúng khi chọn nước Mỹ, một nước tôn trọng tự do dân chủ và nhân quyền, một nước thật sự của dân, do dân và vì dân. Dạ, xin cảm ơn chị. 28 tháng 7 2019. Tuấn Khanh ghi bài của Tuấn Khanh đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.